Sở Quốc Bắc xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hiện là buổi tối ngày 9 tháng 2 năm 2021 và trong video clip ngày hôm nay thì đơn vị Sở Quốc Bắc xin hân hạnh giới thiệu đến toàn bộ quý vị và các bạn một bộ bàn ghế ăn nguyên một khối bằng chất liệu là gỗ hương đá Nam Phi. Và sản phẩm này thì cơ sở tôi hoàn thiện cho gia đình nhà anh khách hàng ở trên thành phố Hà Nội. Và thông tin chi tiết về sản phẩm nếu khách hàng nào quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo thì có thể dành ra một vài phút đồng hồ để cùng cơ sở tôi đi vào đường nét chính trên sản phẩm. Và sản phẩm này được làm 100% bằng chất liệu là gỗ hương đá Nam Phi và mặt bàn là liền một tấm nguyên một khối quý vị nhé, với kích thước chiều rộng là 87, dài là 2m2 và có độ dày là 15 phân. Và có thể nói đây là sản phẩm mà cơ sở tôi đã lựa được một mặt bàn nguyên khối rất là VIP quý vị nhé, nó hàng xỉ 6 mặt. Và bên trên thì cơ sở tôi đã hoàn thiện xong phần sơn trên nền sơn O7 và những cái đường vân thử gỗ trên sản phẩm thì nó rất là tuyệt vời đó. Với những cái đường vân lưu quý vị nhé, những cái điểm vân lưu nó rất là đẹp. Và kích thước của mặt bàn là 87 nhân chiều dài là 2m2 và dày là 15 phân quý vị nhé, dày đủ 15 phân đó. Và hàng là xỉ 6 mặt đó. Toàn bộ là không tâm không tim và không dập và không rác. Và có thể nói đây là một bộ hàng siêu VIP đỉnh cao quý vị nhé. Và giá thành thì bộ bàn ăn nguyên khối thì nó rất là cao đó. Rất là cao. Và kiếm được một cái mặt bàn nguyên một khối và là hàng xỉ 6 mặt thì nó rất là khó vị nhá. Rất là khó. Và đặc biệt hơn là những cái điểm vân lưu đó, những cái điểm vân lưu trên sản phẩm thì nó vô cùng là tuyệt vời. Và chất liệu gỗ hương đá Nam Phi là một dòng gỗ quý có tính ổn định rất là cao. Và tom gỗ thì rất là mịn vị nhá. Và chất gỗ thì cực kỳ là cứng và đanh. Và sản phẩm thì được cơ sở tôi đã lựa lọc rất là kỹ về phần gỗ đó. Lựa lọc rất là kỹ về phần gỗ với kích thước là 87 x 2m2, dày là 15 phân, nó hoàn thiện kỹ trên nền sơn O7. Và sản phẩm này thì cơ sở tôi làm gồm có 8 chiếc ghế đơn, nó 8 chiếc ghế đơn. Và 8 chiếc ghế đơn này có đồng kích thước, đó là tính trên mặt là vuông 45 x 45 và cao từ đất lên đỉnh trương là cao 1m1 và mặt bàn cũng như mặt ghế là liền một tấm vậy nhá, liền một tấm đó. Liền một tấm và được làm 100% bằng chất liệu là gỗ hương đá Nam Phi. Đó, rất là đẹp quý vị nhá. Và ngoài những sản phẩm bộ bàn ăn nguyên khối bằng chất liệu gỗ hương đá ra thì cơ sở tôi còn làm bộ bàn ăn nguyên khối bằng chất liệu như là gỗ gõ đỏ quý vị nhá. Rất là đẹp quý vị nhá. Vân lưu, mặt bàn là vân lưu. Rất là đẹp. Và là hàng xỉ 6 mặt bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Kích thước rộng là 87, dài là 2m2 và dày là 15 phân. Và chiếc ghế đơn thì cơ sở tôi làm với kích thước tính trên mặt là 45 x 45. Mặt bàn là nguyên một tấm dày là 3 phân, đó, mặt ghế là nguyên một tấm dày 3 phân. Và chân thì cơ sở tôi làm bản chân là bản chân 5 phân, đó, bản chân 5. Vị nhá, vuông 5 phân và yếm cũng là được hàng để trơn, đó, cũng là dày 3 phân, đó, dày 3 phân. Và mặt ghế thì cơ sở tôi làm rất là đẹp, vị nhá, mặt ghế rất là đẹp. Và chúng tôi lựa cả một dàn mặt ghế thì là xẻ từ một cục, nó xẻ từ một cục lên là độ đồng đều về sắc vân cũng như sắc gỗ nó rất là giống nhau. 8 chiếc ghế vậy nhá. Đó, bộ bàn ăn rất là VIP bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi đó. Và cái phần vách tựa lưng thì cơ sở tôi làm vanh cong, đó, vanh cong với độ dày cũng là 3 phân đó. Và cái bản chân là chân liền cột quý vị nhá, chân liền với cột. Đó, chân liền với cột. Mặt bàn nguyên một tấm dày 3 phân, chân là bản chân 5, đó, vuông 5 phân. Hoàn thiện rất là kỹ cho khách hàng. Hoàn thiện rất là kỹ. Mặt bàn rất là bóng quý vị nhá, rất là bóng. Đó. Mặt tràn nguyên một tấm dày 3 phân và yếm cũng là 3 phân. Và đặc biệt hơn là cái phần chân thì cơ sở tôi cũng làm theo thiết kế của gia đình nhà anh khách hàng. Đó, chân chữ X quý vị nhá. Chân chữ X đó, với bản rộng là 18 phân và chiều dày của các nan xương là dày 6 phân. Đó. Dày 6 phân và bản rộng là 18. Toàn bộ là bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Đó. Hàng rất là đẹp và hoàn thiện kỹ trên nền sơn O7. Và quý vị có thể chiêm ngưỡng được cái thớ gỗ ở phần mặt bàn. Thớ gỗ rất là đẹp quý vị nhé. Dày là 15 phân, rộng là 87, dài là 2m2. Mặt bàn nguyên một tấm, đó, nguyên một tấm. Rất là chất lượng, vân lưu. Đó, vân lưu hoàn thiện kỹ cho khách hàng trên nền sơn O7. Và khách hàng nào quan tâm hoặc có nhu cầu muốn tham khảo thì có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở của tôi theo hai số điện thoại đó là 0968 82 và 0868 82. Và giá thành thì nó tùy thời điểm quý vị nhé. Để lựa được một tấm mặt bàn như này thì nó vô cùng là khó khăn, nó rất là khó khăn, nó tùy thời điểm quý vị nhé. Và là hàng xỉ 6 mặt, nó không dập không rác và là không lứt không tâm không tim, nó rất là đẹp.
xỉ xóa mặt mặt bàn cũng như là mặt ghế, thì cơ sở tôi cũng làm nguyên một tấm đó. Nguyên một tấm rất là chất lượng, giày là 3 phân và chân là bản chân 5 phân đó. Tựa lưng thì cũng làm giày 3 phân đó. Tựa lưng cũng là giày 3 phân, hoàn thiện kỹ cho khách hàng trên nền sơn số 7 và chọn vân rất là đẹp quý vị nhé. Chọn vân cũng rất là đẹp. Thì hiện cũng đang là buổi tối ngày 9 tháng 2, cũng là 28 Tết đó. Thì cơ sở tôi sẽ bàn giao lốt cái sản phẩm này cho gia đình nhà một anh khách hàng trên đội Cấn Ba Đình Hà Nội đó. Bộ bàn ăn nguyên khối quý vị nhé. Thì trước kia thì anh có đặt bên cơ sở tôi gồm có 4 chiếc giường nguyên khối đó, cũng bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Thì ngày hôm nay là một sản phẩm bộ bàn ghế ăn nguyên khối. Thì hôm nay cũng là 28 Tết rồi, thì cơ sở tôi cũng xin chúc toàn bộ quý khách hàng có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và gặp nhiều may mắn trong năm mới và gặt hái được nhiều thành công. Rất là đẹp quý vị nhé, một bộ sản phẩm hàng đỉnh cao, bộ bàn ăn nguyên khối, bàn có kích thước là 87 x 2m2, giày là 15 phân và ghế đơn là mặt tràn nguyên một tấm giày 3 phân bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Và đây cũng là chuyến hàng cuối cùng đó. Và năm mới thì khách hàng nào có nhu cầu hoặc là muốn tư vấn thêm về những sản phẩm đồ gỗ nội thất thì có thể liên hệ trực tiếp với sở hữu tôi theo hai số điện thoại, đó là 0968 82 80 và 0868 82 80. Và địa chỉ cơ sở thì cũng tại chợ thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và ngay sau đây thì cơ sở tôi cũng xin phép là đóng máy quay tại đây. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.